Hip. À, bên kia là Roman Fo. Roman Fo là chơi bên bạn. Bên mình là Hitty và Maxi. À, tươi đấy. Và mà này nó một mà đâm được ý tươi luôn này. Ừ, Hit thì từ thường là vào bài này bài sẽ nghiệt một chút. Nhưng mà tôi nghĩ là Maxi nếu mà giảm áp lực được cho Hit thì tươi. Chip boy chỉ cần lên được khung rồi khỏe thôi, tầm được 15 bàn khung rồi thì bắn nhau là tươi đấy. Đội bạn chỉ là Phonesian và Roman đúng là quân quân tuyển, nhưng tôi đánh giá trận này thì Roman là Phone sẽ dễ đánh hơn bên mình. Phone thì khả năng ép đời tốt hơn Hit. Hitty thì gối đầu khá gần. Rồi đã có đôi voi gần nhà rồi. Đôi voi một con. Bài Maxi đang khá khung để cho cầu thủ ở nơ một và nơ một đang phá về hiệu trên này. Để đội bạn đỡ phải ăn. Đúng rồi, hợp lý. Không ăn được thì đạp đổ thế thôi, bài 3 voi từ Maxi mà. Có phải nhẹ nhàng đi đâu, không phải dạng vừa đâu. Và bác sĩ khá tươi bài năm con voi. Em đang anh nó một đang muốn câu về nhà chính cả đôi voi về. Muốn câu đôi voi thì tươi quá, bốn voi và hiêu như vậy đủ đồ rồi. Năm hiêu, ăn năm voi luôn. Kích đời 7 7 30 từ tuyển thủ 7 7 7 3 hit đến từ tuyển thủ Maxi. Chip boy. Wow, Hitty. Các bài xấu từ Hitty. Máy thủ chip boy có cái gì chưa? Kích đời 9. Nó 1. Vâng, bài 5 voi đến từ cái thủ Maxi. Maxi này siêu khỏe luôn. Vâng, nếu mà Roman gặp bài này khả năng có mang vào đoạn chứ Maxi cơ. Đóng bê bê ở đây. Bài chip boy khá khung.
Khả năng chip boy sẽ là người gặp game thủ xi măng. Nó một. Gặp vô đông BB. Nhưng mà Maxe gặp Roman như vậy là tươi đấy. Về hiệp 4 hit. 4 hit là cân nhau. Ôi nhà gần nhau lắm. Ôi nhà gần lắm. Vâng, bây giờ thì Vác y sang thi đấu. Một chân đến từ game thủ mà Roma nằm xuống. Cẩn thận như vậy ạ. Y bàn hạt châu Y có cửa. Chip boy khả năng xe vừa bị chọc. Nó một. Bà phải nâng cấp chặt gỗ đến từ game thủ Maxe. Thì nâng cấp hơn là vàng cho game thủ Maxe thì lực vàng nó sẽ khỏe hơn, kiểu chỉ còn 4 đồng chân là vàng thôi. Rồi tươi đó. Ăn thêm vài nông dân nữa thì đủ bi. Bi chết 4 nông dân rồi mình mới chưa chết nông dân nào. À chết 1 nông dân. Bằng Y Maxe thì đấu với là bên kia là chém Roman. Nô 1 thế nào. À chip boy. Chip boy vẫn còn nguyên tham. Như vậy tươi. Đây là nó một đây là dân ăn hoang từ game thủ chị BB. BB lại điên hoang rồi nhưng mà không quay xuống. BB chết thêm những dân ăn hoang đấy. Ổn lại mắc dân với hai gỗ này. Ôi bầu bì lại bị chúng tôi rồi. Chế mắc xe đuổi thì đừng nhắc hình luôn. Chế mắc xe đuổi thì nhắc hình. Chip boy đang bị BB công vào. Không tay hít bên trong và sắp bóng công vào đầu ra rồi. Ra rồi tốt lắm. Rồi đây rồi. Vâng, bị đẩy tôi đến. Nó một đâu? Nó có tạt sang nhà của phố tên không? Chị boy đang mất nhà. Nó một đâu? Một y mà này. Một thằng lai đây bị đè và cẩn thận bị bật thế này. Thắng ai không một bật ngược hơi đau ấy. Vâng bây giờ đi. Tương đối khoai. Bây giờ phô siêu khỏe. Còn trận này mà thua được thì hơi khoai. Chip boy đâu? Bài bắt được số được công đoàn này không?
Khả năng vẫn bắt được, có con y kia khả năng vẫn bắt được. Khó quá.